Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 7 tháng 11 năm 2019 nha anh em. Em có lời dừng kiển của anh Vũ. Anh Vũ xin ra mắt ghi hình với anh em là dài phôi mai vàng. Rồi hôm nay lên chương trình sao anh Vũ ơi? Hôm nay lên ba phôi mai vàng. Rồi chào anh em tin cho tôi nha. Rồi rồi, phôi số 1 là phôi dáng gì anh ơi? Nói là dáng phu thê. Dáng phu thê liền bệ ha. Đây xôi cho anh em coi. Đây là liền bệ ha. Cây này là một gốc chứ không phải là mà nhìn kỹ là một gốc nha. Nhìn kỹ là một gốc. Rồi ok. Rồi quay cho anh em vài vòng đi anh Vũ. Đế là tương đối 24 giờ. Rồi. Đế lực không nghe anh em. Cây này là đúng thế chơi à. Đế bonsai ha. Cây này là phu thê. Phu thê. Anh Nam là anh em nào có yêu thích cây nào thì cứ liên hệ với anh Vũ là số 0907914218 mình gặp trực tiếp anh Vũ nha anh em. À, anh em mà có yêu quý kênh thì bấm cho mình cái đăng ký cái kênh nha để có động lực đi ghi hình phục vụ cho anh em. Đó. Cái này là đúng là dáng chơi luôn nha anh em. Đúng rồi, dáng chơi luôn ha. Đây mình ôm hình dung cho khách ta coi cái đồ ở ngoài nó bự đó, nhiều khi khách cũng không rõ trên mạng cho lắm. Bự nè, hai tay anh Vũ ôm ha, mình hình dung là mình biết nha anh em. Đó. Rồi, quay vài vòng đi anh này cho thông số luôn. Rất đẹp. Rất đẹp nha mọi người. Bây giờ mà kiếm thấy này cũng hiếm lắm nha anh em. Vậy đó ha. Đấy này để lực không ăn, đấy để đủ không. Đúng đấy bonsai để chạp mấy nhà 24 giờ nha anh em. Rồi điểm. Nè bây giờ mình cho anh em cái hoành này trước đi ha. Cho đúng rồi. Thì đúng rồi. Mình mình một bài. Đo ngay vị trí này nè. Ngay vị trí này là 54 hoành. Bây giờ mình đo cái thằng phu thê đó đi. Ừ. Rồi đập đi anh Vũ. Bự 32. Bự 32. Nhỏ 27. Rồi anh lớn là 32, anh nhỏ là 27 nha anh em. Cao. Cao 50. Đúng cao 50. Rồi. Cây mã số 1 dán phu thê này có giá sao anh Vũ ơi? Cây này có giá 6 triệu. Cây mã số 1 có giá là 6 triệu nha anh em. Cây mã số 1 có giá 6 triệu, cây phu thê này nha anh em. Rồi, cây mã số 1, cây phu thê có giá là 6 triệu. Rồi, đã rõ. Rồi, đổi phôi nha anh em. Rồi, cây gì ngoài bự lắm, hai ba người khiêng đó nha anh em. Hẹt đó nha. Cây 50, 60 mà. Ừ. Quá trời cây ha. Rồi, cây mã số 2. Cây này cây mã số 2. Bonsai lục lực nha anh em. Bonsai lục lực, cây xù cho me anh em, xù đế. Xù cho me luôn ha. Ừ. Rồi. Cái vật cây này là cây của mình là cây mới về nha anh em, mới về cây lúc nào nó cũng mới mẻ không đất nó còn đúng chưa rồi. Bứng về chưa chứ. Nè. Xù hết cho nghe cái nước xù này cho anh em coi nha. Rồi rồi, đâu. Đây nè, đó. Đó. Xù này kia xù gì anh Vũ ơi? Xù da me nha. Cây này là lên xù này ha, nó lên nó trơn bóng luôn ha. Ok, đã rõ. Cây này đế cũng lực lắm. Cây okay, có một vàng đế lót cứng dưới nữa. Vậy đó ha. Rồi rồi quay đi. Không, cho nó coi nè. Tại cây làm chưa có nó thêm một vàng đế hậu dưới cũng ác lắm. Ok. Cây này nở hậu dốc đọt, dễ chơi. Nở hậu dốc đọt. Xù cho me hết trơn, cái này là chậm rồi, thì nào ra chỉ cần nó xù hết mình đó nha. Rồi điểm. Thông số đi. Ngay vị trí này là 47. Rồi quanh thân 47, chiều cao anh 50 luôn. Chiều cao là 50. Rồi cây mã số 2 này giá sao anh Vũ ơi? Cây này có giá 5 triệu. Rồi cái mã số 2 giá 5 triệu nha. Mọi chi tiết xin liên hệ số 0907914218 gặp trực tiếp anh Vũ nha anh em. Cây xù cho me này giá nhập 5 triệu cũng dễ chơi quá, bở sát gần 50. Dễ chơi cho một đam mê. Đế nó cũng đều hết trơn, nó hai lớp đế, lớp trên, lớp dưới nè. Đế nó xù hết trơn luôn không? Ba đọt là ta kêu cái gì bằng thế vậy anh Vũ? Này là tam tài. Đúng rồi. Cây này là chơi là tài đọt tới đó nha. Vậy đó ha. Cây này dễ bẻ, cây này có chi cành trên bẻ dễ chơi.
Rồi đổi phơi. Rồi quay đi, quay hết vòng cây cho anh em đi. Rồi. Để nó lót ở chân nha. Coi. Cái này để nôm. Nôm để lực bỏ rồi bỏ lót đi trong chân nè. Ok. Cái này là thế là siêu phong hồi đầu nha anh em. Thế siêu phong hồi đầu nha anh em. Cái này là nó trơn trụi gì thì mấy anh em ghép là giờ lấy bò là dễ lắm. Vậy đó ha. Rồi cho anh em thông số đi anh Vũ. Cái này có đuôi luôn nha. Có đuôi luôn ha. Thú rõ rõ nét, cái nào có đuôi nè, cái giỏ hai giỏ bỏ quẹo qua bên. Ok. Quanh thăng. 31 ngay vị trí này. Quanh thăng là 31. Cao 83. Cao 83. Rồi, cây mã số 3 là sao anh Vũ ơi? Cây mã số 3 này có giá 1,8 triệu. Cây mã số 3 giá 1,8 triệu nha anh em. Mọi chi tiết xin liên hệ với anh Vũ là 0907914218. Rồi cái mã số 3 là cũng là phôi cuối cùng của clip ngày hôm nay ngày 7/11/2019 nha. Anh em nào có yêu quý hiệp trường thì bấm cho mình cái đăng ký kênh. Rồi anh em nào có yêu thích cái nào cứ liên hệ trực tiếp chính Vũ nha anh em. Có số điện thoại trên tiêu đề bài viết. Rồi thân ái chào anh em, hẹn anh em cái clip sau mới nhất.